Đợt vừa rồi thì chắc các bạn cũng biết là Ukraine với Nga cũng có xung đột đúng không? Thì cũng trong cái đợt đó thầy đã giúp mình nắm bắt được một cơ hội giao dịch rất là tốt và mình đã kiếm được số tiền khá là lớn. Viên của trung tâm đào tạo Forex & Gold của thầy Trần Quốc Minh. Thì đợt vừa rồi mình cũng có tham gia thực chiến cùng thầy Trần Quốc Minh tại phòng trade và mình cũng đã được thầy hỗ trợ giao dịch rất là nhiều. Đợt vừa rồi thì chắc các bạn cũng biết là Ukraine với Nga cũng có xung đột đúng không? Thì cũng trong cái đợt đó thầy đã giúp mình nắm bắt được một cơ hội giao dịch rất là tốt và mình đã kiếm được số tiền khá là lớn mà mình không ngờ là mình kiếm được nhiều tới vậy. Thì đây là cái tài khoản của mình, mời mọi người xem nhé. Đây giá đang chạy này. Đoạn này mình giao dịch từ 1972, giá là ngay trên đỉnh luôn đó, thì mình có kiếm được hơn 63.000 với số vốn đầu tư là hơn 10.000, thì tổng là bây giờ là hơn 73.000 rồi. Thì cũng rất là cảm ơn thầy Trần Quốc Minh đã hỗ trợ em trong cái việc gọi là giao dịch và cũng giống như là bổ sung cho em thêm cái kiến thức. Thì nếu như các bạn có theo dõi thì cách đây khoảng 2 năm mình cũng có một cái bài cảm nhận về trung tâm đào tạo Forex & Gold. Trước đây thì mình cũng có trade từ 25 đô lên cho 12.000. Thì đây thì lần này cũng là rất là may mắn thì mình có thêm cơ hội nữa để mình ngồi đây và chia sẻ cho các bạn biết được là trung tâm đào tạo Forex & Gold đã giúp mình nhiều như thế nào trong cái việc tham gia đầu tư tài chính. Cảm ơn thầy. Và ở đây thì các bạn cũng thấy là khi mà ngồi tại phòng trade á thì thầy cũng cho học viên xem hết tất cả những tài khoản mà thầy đang giao dịch. Đây là một dàn tài khoản, mỗi một màn hình là một tài khoản nha. Tài khoản này là đang ăn hơn 1.000 đô này. Và đây, lệnh nào cũng sell từ trên đỉnh hết trơn. Đó. Nói chung là khi mà giao dịch thì thầy giao dịch thế nào thì học viên giao dịch thế đấy. Nên là mọi người rất là thích cái phong cách của thầy. Đây, còn tài khoản của mình đây. Đó, hơn 64.000. Khả năng cao là trong tối nay mình sẽ cắt cái lệnh này và rút tiền ra. Cảm ơn mọi người nhiều.